Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi khai trương bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Câu chuyện đầu tiên mang tên là Lấy vợ quỷ các bạn. Và câu chuyện này kể về một chàng trai tên là Vương Sinh. Và chàng ta là xuất thân người Thái Nguyên. Các bạn, Thái Nguyên ở đây là không phải là Thái Nguyên ở Việt Nam mình nha, mà ở bên Trung Quốc nha mọi người. Thì tuy rằng Vương Sinh là đã có gia đình, có vợ rồi, nhưng mà bản tính vốn rất là trăng hoa. Một hôm là Vương Sinh có việc phải rời nhà sớm, thì đang đi trên đường thì chàng ta nhìn thấy có một người con gái đi phía trước. Thì cô gái này là dáng vóc là vẻ rất là xinh đẹp các bạn. Cho nên nó là Vương Sinh đã nổi lên cái lòng dê của mình và cứ đi theo tò phía sau lưng hoài thôi. Thì đi một chút xíu thì Vương Sinh bắt đầu mới với lên hỏi là nàng ơi, nàng có việc gì mà đi sớm vậy? Thì cô gái này sau khi mà nghe Vương Sinh hỏi thì liền trả lời rằng đó là người đi qua đường thì tỏ chi việc riêng. Đó, thì đó là một cái câu trả lời tỏ vẻ một cái ý khó chịu. Ngày xưa thì nữ nhân là thường rất là bẽn lẽn các bạn, e thẹn. Nếu mà nam nhân mà có hỏi là không ít khi nào mà trả lời, và chỉ e thẹn hoặc là chạy trốn thôi. Nhưng mà cô gái này là liền bóp chát lại cái câu đó. Thì Vương Sinh mới nói rằng là nếu có việc gì khó thì nàng cứ nói ra, nếu mà ta có thể giúp được thì ta giúp. Thì sau khi mà nghe Vương Sinh nói như vậy thì cô gái này bắt đầu tỏ một cái vẻ rất là đau buồn và nói rằng nó là cha mẹ thiếp nghèo quá, cho nên nó là đã bán thiếp cho một tên nhà giàu để mà trả nợ cho hắn. Nhưng mà tên nhà giàu này là có một bà vợ lớn rất là ghen, cho nên thiếp không thể nào chịu nổi, thiếp đành trốn nhà mà đi. Thì sau khi mà Vương Sinh nghe nói như vậy thì Vương Sinh mới hỏi rằng đã có chỗ đi chưa? Thì cái người con gái đó mới trả lời rằng là chưa. Mới vừa định đi thôi và đi trốn ra thôi chứ chưa biết đi đâu hết. Thì khi mà nghe như vậy thì Vương Sinh bắt đầu mới nói rằng là thôi vậy nàng đi về nhà ta đi, chỗ của ta cũng gần đây. Thì cô gái sau khi mà nghe vậy thì liền rảo bước theo Vương Sinh. Và Vương Sinh đi là cầm cái túi để mà cho con gái này các bạn. Và sau khi đến cái ngôi nhà học của Vương Sinh thì người con gái này là cứ đi ra đi vào để mà kiểm tra xem có ai không. Thì Vương Sinh mới nói rằng đây là nhà học của ta, cho nên nó là chỉ có một mình ta ở đây thôi, còn những người khác và vợ của ta thì ở nhà. Thì sau khi mà nghe Vương Sinh nói như vậy thì cô gái bắt đầu vui mừng và nói rằng nếu mà thiếp ở đây thì chàng đừng có nói cho ai nghe, sợ rằng là sẽ đến tai cái người mà giàu đó thì sẽ đến tìm thiếp rất là mệt. Và chuyện của đôi mình là đừng có kể cho ai nghe hết. Thì lúc đó là bắt đầu nàng ta bắt đầu rù vến Vương Sinh và hai người bắt đầu quấn lấy nhau các bạn. Thì vợ của Vương Sinh là Trần Thị sau vài ngày không thấy chồng mình về, mà cái hôm mà chồng mình về thì nàng Trần Thị đâm ra nghi ngờ, liền hỏi Vương Sinh là chuyện gì mà tại sao mấy ngày chờ chồng không về. Thì Vương Sinh nghĩ rằng mình không thể nào mà giấu vợ được, cho nên Vương Sinh đã thú nhận cái việc mà có thêm người vợ lẽ đó các bạn. Thì ngày xưa nam nhi là có 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Thì Trần Thị cũng không nói gì, chỉ nói rằng là e rằng là nàng ta là một người hầu hay là một người vợ lẽ của cái ông nào, ông nhà giàu nào, rồi mất công lại có chuyện nữa. Nhưng mà Vương Sinh bỏ ngoài tai cái lời khuyên bảo của vợ mình. Thì qua ngày hôm sau thì Vương Sinh đi ra ngoài chợ các bạn. Thì lúc này gặp một người đạo sĩ, và người đạo sĩ này gặp Vương Sinh và nhìn thấy Vương Sinh thì liền nói rằng là người vừa ở trong động quỷ ra chăng. Thì Vương Sinh sau khi mà nghe người đạo sĩ nói như vậy thì chàng ta hỏi tới ông nói gì vậy tôi không hiểu. Thì ông đạo sĩ mới nói rằng đó là thần sắc của người bây giờ đã hao hụt rất là nhiều, những cái dạng như là cái ám khí đang bám lên cái người của người rất là nhiều, ta e rằng người không giữ được tính mạng. Thì Vương Sinh đó là không có nghĩ tới cái người vợ lẽ của mình đâu, cứ cho rằng cái ông đạo sĩ này là nói bậy nói bạ cho nên bỏ đi. Thì sau đó thì Vương Sinh đi ngang cái nhà học của mình, cái nhà học, thì Vương Sinh mới nghĩ rằng không biết là giờ này người đẹp của ta đang làm gì, cho nên đó là Vương Sinh đã lẻn vào để mà xem cái người con gái mà chàng ta đem về đang làm gì các bạn. Và sau khi lẻn vào thì chàng ta đã khoét một cái lỗ nhỏ ngay chỗ vách và kề mắt vào để mà nhìn. Thì sau khi mà nhìn như vậy thì chàng ta hết hồn khi mình nhìn thấy trong đó có một con quỷ các bạn. Và con quỷ này là hai cái răng nanh của nó dài ra mà dài hơn cả ngón tay luôn. Gương mặt thì xanh lè, đôi mắt thì đỏ ngầu, đang vẽ, đang dùng màu để mà vẽ lên một cái bộ da người đang nằm trên giường các bạn. Thì sau khi mà vẽ xong cái bộ da người đó thì Vương Sinh nhìn thấy rõ ràng là con quỷ đó dùng cái bộ da đó là mặc vào trong cơ thể của mình thì liền biến thành một cô gái xinh đẹp các bạn. Thì Vương Sinh lúc này rụng rời tay chân, không có dám mà lên tiếng luôn, và từ từ mò ra ngoài chứ không có dám mà làm cái tiếng động mạnh, sợ con quỷ sẽ nghe thấy. Thì sau khi nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì Vương Sinh liền chạy đến chợ và tìm cái vị đạo sĩ mới nãy. Thì vị đạo sĩ mới nói rằng đó là thôi, nếu mà ngươi nói như vậy thì ta cũng sẽ cứu mạng cho nhà ngươi. Bây giờ là tạm thời ngươi cầm cái cây phất trần này để mà đi về nhà, treo lên ngay trước cửa phòng của mình nha. Sau đó thì qua ngày hôm sau ngươi đến cái đền Thanh Đế để mà gặp ta. Thì sau khi mà Vương Sinh trở về nhà, không dám ghé qua nhà học luôn mà đi thẳng về nhà. Thì đêm đó là Vương Sinh treo cái cây phất trần của vị đạo sĩ đưa cho, treo lên ngay cửa phòng ngủ các bạn. Thì hôm đó thì Vương Sinh rất là sợ và nằm bên vợ mình. Thì một khoảng chừng giữa canh một thì chàng ta nghe có tiếng bước chân ở ngoài và đạp lên cái lá kêu xào xạc xào xạc. Nhưng mà Vương Sinh sợ lắm, kêu vợ mình đó là đâu nàng nhìn ra xem ai vậy. Thì khi mà Trần Thị nhìn ra thì thấy có một người con gái rất là xinh đẹp đang bước vào. Nhưng mà khi mà đến cái cửa phòng đó thì nhìn thấy cây phất trần thì lùi ra, và cái vẻ mặt bắt đầu xanh lè các bạn, dạng như là nó sợ cái cây phất trần đó và nó lùi ra thì nó mới rời đi. Nhưng mà một chút xíu sau nó lại quay lại các bạn. Bên đây thì cái người con gái đó là con quỷ mà các bạn, nó nghĩ thầm rằng tức thật, cái miếng ăn là đã đến miệng rồi mà lão đạo sĩ này là láo tét dám cản cái miếng ăn của ta. Thì con quỷ này quyết định là bước tới cầm cái cây phất trần và bẻ cái cây phất trần ra làm đôi và vứt xuống đất. Thì sau đó là nó tiến vào trong phòng. Thì Vương Sinh trông thấy rất là sợ, nhưng mà không kịp chạy các bạn, thì con quỷ đã kịp nhảy lên giường và dùng cái ngón tay, dùng cái đầu ngón tay của nó xé toạc cái bụng Vương Sinh ra, và nó móc cái trái tim của Vương Sinh và nó đi thẳng các bạn. Thì Trần Thị là bàng hoàng, coi như là quá nhanh, cho nên Trần Thị không có thể nào mà kiểm soát được, cho nên Trần Thị chỉ biết khóc thôi. Nàng vợ là chỉ là biết khóc toáng lên, và mọi người trong nhà là gia nhân rồi đó thì khi mà nghe tiếng khóc thì liền đốt đuốc chạy vô phòng. Thì lúc đó là Vương Sinh đã chết hẳn rồi, máu me là đầm đìa hết. Thì sáng hôm sau các bạn, thì người em của Vương Sinh đó là có đến đền Thanh Đế để mà tìm gặp cái vị đạo sĩ đó. Thì khi mà gặp thì người em mới kể rõ là đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy. Thì lão đạo sĩ rất là tức giận khi mà con quỷ này nó làm lố như vậy. Là lão nghĩ rằng là đã muốn là tha rồi, nhưng mà nó vẫn cố tình nó lộng hành như vậy thì không thể tha cho nó được. Thì người em của Vương Sinh và vị đạo sĩ đã đi đến cái nhà học, nhưng mà cái người đẹp đã biến mất rồi, không thấy nữa. Cho nên nó là lão ta là cứ bấm tay và nhìn bốn hướng, thì hỏi rằng đó là mới nói rằng là nó chưa đi xa. Thì bắt đầu mới nhắm cái hướng nam và hỏi là cái hướng nam đó là nhà của ai. Thì cái người em của trai của Vương Sinh bắt đầu xanh mặt, nó là nhà của tôi. Thì lão đạo sĩ nói bây giờ nó đang ở trong nhà của anh đó. Thì người em của Vương Sinh mới nói rằng đâu có, hồi sáng tôi đi hoàn toàn không có ai hết. Thì là ông đạo sĩ mới hỏi là nãy giờ anh có đi về nhà chưa. Thì người em trai mới trả lời rằng nãy giờ thì mắc việc bên nhà người anh Vương Sinh cho nên là chưa có về nhà. Thì lão đạo sĩ mới kêu anh chạy về nhà thử xem. Thì khi mà người em trai của Vương Sinh chạy về và chạy đến nói rằng đúng như vậy, hôm nay là có một cái bà già đến xin làm tôi tới giúp việc của các bạn, và vợ của em trai Vương Sinh đã bằng lòng rồi. Thì lão đạo sĩ nó chính nó đó. Thì hai người bắt đầu đi đến nhà của người em trai Vương Sinh. Thì khi mà vị đạo sĩ đến trước sân thì cầm một cái cây kiếm bằng gỗ các bạn, và nói là con quỷ đâu ra đây đền cái cây phất trần cho ta, tại sao dám phá bẻ đôi cái cây phất trần của ta như vậy. Thì bà già giúp việc đó là khi mà nghe cái tiếng người đạo sĩ sĩ như vậy rất là sợ và định là chạy ra phóng ra ngoài để trốn rồi, nhưng mà người đạo sĩ đã kịp cầm cái kiếm và chém ngang đầu. Chém ngang đầu thì lúc này là bộ da người bắt đầu tột ra các bạn, thì hiện nguyên hình là một con quỷ nhìn rất là sợ, gương mặt thì có răng nanh rồi gương mặt xanh và đôi mắt đỏ ngầu. Thì khi mà nó bị chém đứt đầu thì nó dãy dụa và người của nó biến thành một làn khói các bạn. Thì ông đạo sĩ đã dùng một cái hồ lô và hút cái làn khói đó vào, và còn cái bộ da là có đầy đủ mắt mũi tay chân luôn. Thì ông đạo sĩ cuốn lại giống như một cuốn sách và rời đi. Nhưng mà lúc này Trần Thị vừa kịp chạy đến và quỳ xuống van xin, nói rằng bây giờ ông qua ông cứu chồng con sống lại đi, chứ bây giờ chồng con như vậy con không thể nào mà chịu nổi được. Nhưng mà ông đạo sĩ nói ta không có thuật làm cho người chết sống lại, cho nên ta cũng không thể nào mà giúp được gì cho người. Thì Trần Thị bắt đầu khóc lóc van xin quá, thì người đạo sĩ mới nói rằng ở ngoài chợ là có một kẻ cùi nằm ở trên vũng bùn mà ai cũng xa lánh, người đó có thể giúp được Trần Thị. Thì sau khi mà nghe lão đạo sĩ dặn rằng đó là nếu mà người đó có sỉ nhục, có làm gì thì cũng nên cắn răng chịu đựng chứ đừng có mà cự lại. Thì lúc này Trần Thị là nghe người em trai nói rằng đó là mình biết cái ông cùi đó các bạn, cho nên hai chị em đã đi ra ngoài chợ và nhìn thấy cái ông đó là ổng bị cùi và từ trên xuống dưới là người ổng lở loét, nhìn ghê lắm, và nằm trên một cái vũng bùn rất là hôi, không có ai dám lại gần hết. Hắn ta đang hát một cái bài mà nước mắt nước mũi là chảy tùm lum hết mà mọi người không ai dám lại gần. Thì lúc này Trần Thị bắt đầu mới quỳ xuống các bạn và xin xỏ rằng đó là cứu chồng mình. Thì khi mà lúc này cái người ăn mày đó, người nói ổng mới nói rằng là nàng yêu ta chăng. Thì lúc này Trần Thị bắt đầu mới kể rõ cái ngọn ngành câu chuyện của Vương Sinh và nhờ cái người đó cứu. Thì cái ông mà hồ cùi đó các bạn, ông nói rằng ta đâu phải diêm dương đâu mà có thể cứu sống chồng của người. Bắt đầu Trần Thị cứ khóc lóc van xin mãi luôn, cứ quỳ đó mãi luôn. Thì ông cùi đó ổng mới nói rằng là ta không có phép mà để cứu người đâu. Bắt đầu mới phun ra một cái cục đàm ở trong miệng các bạn và đưa cho Trần Thị, nói nè nuốt đi đó. Thì Trần Thị bắt đầu nhục nhã chứ lắm, tại vì lúc đó rất là nhiều người dân ở trong chợ là xúm lại để mà xem cái chuyện gì. Thì Trần Thị là lúc đó rất là nhục và cảm thấy rất là tức giận trong lòng, nhưng mà nghĩ lại cái lời của người đạo sĩ dặn mình cho nên cũng không có dám mà chống lại, không có dám cự lại. Và nàng ta là đưa tay đón lấy cái cục đờm đó và nuốt, giống như là nín thở để mà nuốt vào trong họng các bạn. Và khi cục đàm vào trong tới cái ngực rồi thì tự nhiên là nàng ta có một cái cảm giác là cái cục đàm đó nó đông cứng lại và nó nằm tại ngay đây. Thì vừa lúc đó thì cái người mà bị hồ cùi hủi đó thì bắt đầu mới nói với Trần Thị rằng là nàng yêu ta rồi, và sau đó bỏ đi đến thẳng cái đền Thanh Đế. Thì Trần Thị là lúc đó nhìn theo thấy là đi vào trong đền Thanh Đế, thì Trần Thị chạy theo để mà khóc lóc van xin tiếp tục. Nhưng mà khi đến đền rồi thì nàng ta và cùng người em kiếm hoài không có các bạn, không thấy bóng dáng của cái người cùi hủi đó đâu. Thì Trần Thị rất là nhục nhã với nhiều người ở đó, là vừa bị cái người cùi hủi đó làm nhục mà còn phải nuốt cái đống đờm dơ đó nữa. Thì Trần Thị bắt đầu mới khóc lóc bỏ về nhà, là có ý định là sau khi chôn cất mà chồng mình xong sẽ tự vận các bạn. Thì khi mà Trần Thị nhìn cái xác chồng lúc đó đã có mùi rồi, rất là hôi rồi, thì bắt đầu lau dọn xung quanh cái chỗ nằm và lau dọn cho cái xác của Vương Sinh. Thì nàng vừa lau vừa khóc các bạn, thì nhìn thấy cái đống ruột của Vương Sinh là nó lòi ra, tại vì bị móc mọ kéo cái bụng xoạc ra như là cái tờ giấy vậy đó. Thì nàng vừa gom cái đống ruột đó để mà nhét vào trong bụng trở lại, vừa khóc và vừa kể lể cái nỗi nhục nhã của mình, là định là sẽ tự giận theo chồng mình. Thì vừa lúc đó thì do là cái mùi hôi của xác của Vương Sinh nó sọc lên trên mũi các bạn, cho nên Trần Thị đã bị hôi quá cho nên bắt ói. Thì vô tình nàng ói văng ra cái cục đờm của cái người cùi đó, và và cái cục đờn đó nàng chưa kịp định thần thì cái cục đờn đó là chui tọt vào trong bụng và trở thành một cái trái tim, và cái trái tim đó là đang đập thoi thóp. Thì Vương Thị nhìn thấy như vậy và Vương Thị bắt đầu ép cái bụng lại, dạng như là cái bụng bị mở ra rồi thì Vương Thị bắt đầu ép lại để mà hòng giữ sinh khí cho Vương Sinh. Thì sau đó thì kêu những người trong nhà là lấy dải lụa đó là để quấn cái người lại, quấn cái vết thương của Vương Sinh lại và ôm chồng suốt một đêm các bạn. Thì sáng hôm sau là Vương Sinh đã sống dậy và chàng ta vừa gờ vào cái chỗ mà vết thương của mình đó là cảm thấy bàng hoàng, giống như là vừa trải qua một cái cơn ác mộng vậy đó, và cái từ từ cái vết thẹo đó nó cũng liền đi. Thì cái câu chuyện này tới đây đã hết đó các bạn. Và Thi biết rằng là câu chuyện có nhiều cái tình tiết nó ly kỳ, nhưng mà đây là cái một bộ truyện truyền thuyết xưa của Trung Quốc các bạn, cho nên nó là Thi kể đúng lại cái gì trong sách viết thì Thi kể đúng lại vậy thôi. Nhưng mà câu chuyện này nó cũng cho chúng ta một bài học, những cái ông chồng hay trăng hoa là nên nghe câu chuyện này nha các bạn, để mà rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Lúc nào vợ mình cũng là người thương yêu mình nhất hết. Thì bây giờ là hẹn gặp lại mọi người ngày tới của tập 2 của bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh nha các bạn. Chúc mọi người nghe chuyện vào buổi chiều tối vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt.